Kính thưa quý vị đang theo dõi chương trình của William Trust Media Network, thì hiện nay chúng tôi là đang ghé nhà sĩ Lê Xuân Trường, và Nam Quang vừa mới ghé thăm anh Phạm Đức Cường là thiếu tá của lực lượng đặc biệt 81 về kích dục, nhà của anh chị ở Huntington Beach, là một cái nhà rất là đẹp. Thì cái này nó cũng là một cái duyên tình cờ mà chúng tôi được ghé thăm anh chị tôi, là tôi với lại anh Lê Xuân Trường đây ghé thăm, ghé ăn bún bò Huế của bún bò Công Lý, thưa quý vị. Thành ra được biết là anh Phạm Đức Cường đang bị bệnh, chúng tôi ghé thăm anh. Thì trong cái câu chuyện mà chúng tôi muốn nói chuyện đó, là chúng tôi đang nói về anh hùng biển Tống của chúng ta, thì anh Cường cũng là một trong những thân hữu của anh Lý Tống và Nam Quang. Tại vì là hai ngày vừa rồi đó, Nam Quang có đi thăm Lý Tống, thì có một số chi tiết mà Nam Quang muốn chia sẻ với lại anh nhạc sĩ Lê Xuân Trường và anh Phạm Đức Cường đây, thì cũng là mình cũng chia sẻ với lại quý vị đang theo dõi luôn. Thì xin chào anh Trường với lại anh Cường. Em Quang. Chào Quang. Dạ. Thì cái để tiếp tục cái chuyện mà anh em nói chuyện với nhau về chuyện của mà nó quan kẹo cái anh với lại anh Trường Lý Tống mà nói đó, thì nó cái này là để mình recap lại luôn, mình là để lại từ đầu để cho mọi người theo dõi. Thì cái chuyện mà nó như vậy, cái bữa đó cách đây hai hôm đó, là Nam Quang đang lái xe, thì Thiện Thành là Thiện Thành là một người bạn đó, cũng làm truyền thông, làm PSVN, anh Thiện Thành mới gọi điện thoại. Thì trước hôm đó là tối hôm trước thôi, là Nam Quang đang đã dự sinh nhật nghệ sĩ Văn Phương với lại Thiện Thành, thưa quý vị. Thì thấy Thiện Thành gọi thì Nam Quang nói chứ ủa, mới gặp nhau tối qua rồi bây giờ gọi làm gì nữa. Thế sau này mới bắt cái phone lên, em giỡn chơi thôi, em nói cái chuyện gì. Ông Thiện Thành nói chứ ồ, có tin dữ nè, biết gì không. Nam Quang nói chứ ủa, tin gì mà dữ, mình cũng đùa với nhau thôi. Thiện Thành kêu là chú Lý Tống là đang hôn mê và chờ rút ống. Thế xong em nói chứ wow, tại sao mà vừa mới thấy anh hùng Lý Tống của mình đi diễn hành ở cái hội chợ Tết Ất Dậu, không phải quên là hội chợ Tết Kỷ Hợi của mình, em còn đứng chụp hình chung với lại chú Lý Tống mà, rồi mấy hai bên còn đang đùa giỡn với nhau, cũng vui vui nói về việc cộng rồi quốc cộng đó. Thì mà giờ Thiên Thành nói chứ ủa, là đang chú Lý Tống hôn mê, là chỉ cần là giờ rút ống thôi, mình nói chứ ủa, cái này có thiệt không vậy ta? Còn cũng thế, nó đi từ giống như là từ trắng sang đen, làm sao mà mình có thể mình chuẩn bị được. Đáng lẽ nếu mà chú Lý Tống mà mình gọi là anh Hùng Lý Tống đi để cho nó dễ, thì anh Hùng Lý Tống của mình mà có cái tiền sử bị bệnh trước đó rồi, thì mình sẽ expect là ok, nó có thể nó sẽ dẫn tới việc đó. Ai cũng đang phải mặt, đang phải mặt, nhưng đùng cái mình nghe cái tin em đâu có tin được. Thế xong rồi em mới xác định là nó đâu thiệt, anh có nói dở không vậy. Còn Thiệt Thành nó nói với nó là thiệt đó. Rồi bây giờ sao, chú cũng muốn đi không? Anh nói đi. Nó là nếu như mà coi như là chỉ còn có một chút xíu đó thì sao mình không đi. Anh nói ok, phải chạy. Còn Thiệt Thành nói như vậy thì là 5 giờ anh em mình chạy được không? Anh kêu được. Đó là sắp xếp hết mọi chuyện luôn, thưa quý vị. Thì lúc đó là Nam Quang sắp xếp hết mọi chuyện rồi, là tí 5 giờ là Thiệt Thành chạy qua đó, Nam Quang là chạy xuống dưới San Diego. Thì khi mà tụi em sợ bị kẹt xe, hồi đó tôi thứ 6 mà em sợ bị kẹt xe đó, thì thứ 6 hay thứ 5, thứ 5 không? Thứ 5 tụi cái nhớ không rõ về bây giờ thứ 5, thứ 5 thì tụi em sợ bị kẹt xe, thường đi xuống đó thì bị kẹt xe lắm. Thì mỗi thằng là ghé vô bánh mì Top Baguette để mua một hai bánh mì đó, vừa chạy vừa ăn. Không, chạy xuống dưới đó thì thưa quý vị là theo đúng như là
là Thượng Thành nói với Long Quang là những cái người mà có trách nhiệm, là giống như là anh Cù Thái Hòa đó, là hội trưởng của hội ái hữu không quân của miền Nam San Diego, thì là theo như kế hoạch là sẽ là đợt gia đình tới bay từ trên Berkeley là thành phố Alameda xuống dưới San Diego, và từ San Diego từ sân bay San Diego là chạy về bệnh viện Sharp Memorial Hospital, là nó mất khoảng chừng 15 phút. Thì cái kế hoạch là tới đó và xong rồi là tới 8 giờ là rút ống. Có một cái chi tiết này mà Nam Quang muốn là quý vị nhớ nè, quý vị để ý là tại vì Nam Quang rất là cẩn thận trong những cái chuyện mà mình verify, mình kiểm tra nguồn tin thưa quý vị. Sẽ có những cái người nói là cái nguồn tin đầu tiên nó đi ra đó là nó nói là anh Cù Thế Hòa là cái người là có thể là rút ống. Anh thấy không? Anh Cù Thế Hòa là cái người mà có thể là rút ống cho anh Hùng Bí Đâu. Thì anh thấy không? Ở đây đâu có phải là dễ dàng là muốn rút ống là rút ống đâu. Anh Cù Thế Hòa đâu có liên quan gì tới là anh không phải là thân nhân đâu. Đó. Mà tại sao anh Cù Thế Hòa được cái quyền đó? Và mọi người nói là cái này nó có gì đó không đúng rồi. Đúng không? Thì trên đường mà chạy từ trên San Diego xuống, em cũng raise cái question đó lên với lại Thiên Nam Thiên Thành, và Thiên Thành không có trả lời được, Thiên Thành cũng không có nắm rõ. Thiên Thành cũng nói giờ cũng không biết là tại sao mà nó có cái chuyện như vậy. Thành ra em nói như vậy thì cái chuyện mà người thân của anh Hồng Bí Tấu của mình từ trên kia xuống lúc ổng là nó hợp lý hơn. Thì cái chuyện nó cứ lan man như vậy và không ai có được một cái gì đó chính xác là tại sao. Nhưng mà ông không có biết cái advance health care record. Thì cái đó là đó cái là mà mình chậm. Đúng không? Cái đó là một cái question là, thế nào? Mấy ông muốn nghề nghiệp đi, quý vị, tôi giải thích thêm một tí xíu về cái bạn advance health care record, tức là cái bạn mà tự quyết định cái mạng sống của mình cái trường hợp nhà bị tống và bốn người. Nếu mà muốn tìm cái mẫu đơn đó thì sau khi mình điền mẫu đơn đó xong thì mình sẽ ủy thác cho một người nào đó, ông A, B, ông C, ông D thì không cần biết, không cần là người thân. Chẳng hạn bây giờ anh ấy tống anh ủy thác cho cái anh bạn thân nào của anh tên gì đó cần biết là được quyền quyết định khi mà kết liễu đời sống của anh, khi mà anh không còn cảm thấy là bác sĩ nói là cô không cứu chữa được rồi. Thì có thể biết đâu anh điền trong tờ giấy đó anh để tên là nhưng mà vào đúng lúc cái thời điểm đó không có ai biết được là anh Lý Tống anh có làm gì đó hay không, anh Trường hiểu không? Thì đó thì là mọi người cứ đinh ninh là phải chờ người thân tới để mà làm cái chuyện đó. Thì khi mà Nam Quang xuống tới nơi thì anh Cù Thế Hòa, chính là anh Cù Thế Hòa đứng ra anh nói là đáng lẽ ra là anh là cái người rút ống. Tại vì anh có cái quyền đó, dạ, anh là cái người có cái quyền quyết định rút ống. Thì nhưng mà anh liên lạc được với lại gia đình của anh Lý Tống ở trên quý vị phải để ý chi tiết này nè. Hồi nãy Nam Quang có nói là thành phố Alameda chứ không phải là San Jose, đa số báo chí đều nói là San Jose hết, nhưng mà cái chi tiết đó là gia đình của Bào Huynh của Lý Tống là anh Lê Xuân Nhuận. Thưa quý vị, Lê Xuân Nhuận là ở Alameda và từ Alameda họ bay xuống như này đó. Thì lúc đó anh Cù Thế Hòa nói là liên lạc được với gia đình thì mới để cho gia đình cái quyền rút ống đó, thì nó hợp lý hơn, hợp tình hợp lý hơn, mặc dù là anh có cái quyền đó, đúng không? Nhưng mà anh nói anh có quyền đó mà anh phải có trên giấy tờ mà. Đúng rồi, anh nói là đúng không? Anh chỉ nói như vậy thôi, có nhiều người nói anh chỉ nói cái miệng thôi làm sao? Vâng. Thì sau đó đó, lúc mà về đây lại rồi, bây giờ mở ngoặc một chút xíu thưa quý vị, Nam Quang muốn là kiểm tra hết những cái tin tức mà Nam Quang cung cấp cho quý vị đó, là Nam Quang điện thoại cho anh Cù Thế Hòa và Nam Quang hỏi trực tiếp luôn anh là anh Hòa ơi, có những cái câu hỏi của khán thính giả nghe đài và
theo dõi báo chí mấy hôm nay thì họ nói là tại sao anh lại là một cái người không phải là người thân thích của anh Lý Tống mà anh lại được cái quyền mà rút ống trợ thở đó. Thì năm qua nói chuyện với anh Phủ Thế Hòa và anh Phủ Thế Hòa nói là cái quyền đó của anh đã được anh Lý Tống ký giấy tờ đàng hoàng. Thưa quý vị, anh Lý Tống đã ký hết giấy tờ ủy thác cho anh Phủ Thế Hòa làm cái chuyện đó, làm tất cả những cái gì mà sau này nếu như mà anh Lý Tống không có còn tỉnh trí hay là gì đó để quyết định nữa thì anh Hòa là cái người được quyền làm cái chuyện đó thay cho anh Lý Tống. Đó là cái một trong những cái chi tiết mà chưa có ai clarify ngoài chuyện hôm qua, mà hôm qua nói chuyện trực tiếp với anh Cụ Thế Hòa vào chiều hôm qua, và anh Cụ Thế Hòa đã xác nhận những cái chi tiết đó một cách rất là rõ ràng. Thì quay ngược lại cái buổi tối thứ năm mà năm qua với lại anh Thành đi xuống như đó, thì lúc mà tới nơi đó thì anh Lý Tống mà nằm thiêm thiếp rồi, thưa quý vị, coi như là không cần biết gì hết, không vào tận giường Lý Tống. Dạ, vào tận giường anh Lý Tống và thấy nằm đó là dây nhợ tùm lum hết, thưa quý vị, là rồi thở, cái tiếng thở khò khè đó thực sự ra không phải là cái tiếng của anh thở mà là cái tiếng của cái máy thôi, cái máy nó bơm không khí vào trong phổi của anh rồi xong nó hút ra. Đó thì cái người lúc đó, cái anh Long cũng là thân hữu của anh Lý Tống ở dưới San Diego đó, anh Long nói là cái bác sĩ và y tá nói là anh Lý Tống bị sơ phổi, có nghĩa phổi nó cứng lại rồi, nó không có hoạt động nữa. Đó, nó không có tự thở được, oxygen. Nhưng mà anh Trường với lại anh Cường biết cái chi tiết này rồi, chi tiết hay nè, là đầu tiên anh Lý Tống vô trong bệnh viện không có phải là vì bệnh phổi, mà không phải vì cái gì liên quan đến phổi hết á. Mọi người cứ nghĩ là bị cancer phổi vì ảnh hút thuốc nhiều, hoặc là ảnh uống rượu nhiều quá rồi ảnh bị gì về gan. Nhưng mà thưa quý vị, không phải là như vậy. Cái chi tiết mà mình phải để ý là ảnh bị tiêu chảy, ảnh vô bệnh viện tại vì ảnh bị tiêu chảy. Thưa quý vị, ảnh bị tiêu chảy và ảnh vô bệnh viện, và sau đó thì trong những cái trao đổi, cái test của anh Lý Tống trao đổi với lại một cái người cháu ruột là anh Hùng ở OC đó, ở Orange County của mình đó, là Lý Tống nói là phổi của tao là không có bị cái gì hết, phổi rất là tốt. Hình ra là anh Lý Tống nói rõ ràng như vậy, phổi rất là tốt. Là lúc đó là anh nằm ở phòng 717. Thì cái phòng đó không phải là phòng ICU. Nhưng mà sau đó một chút thôi, sau đó tới buổi chiều hôm đó là anh Lý Tống nói là cái bệnh tình của anh đã trở nặng rồi, thì anh phải xuống ICU. Thì vào cái lúc đó anh xuống ICU xong rồi là anh coma luôn, anh đi vô hôn mê luôn. Và mọi người nói là, và sau đó bác sĩ nói là cái phổi của anh nó bị sơ, nó không hoạt động nữa. Thì từ cái lúc mà anh vô đó không có bị gì về phổi hết, thưa quý vị, thì sau đó là vài ngày là bị phổi đó. Thì cái lúc mà anh vô anh còn tỉnh lắm, nó qua còn những cái hình chụp là anh Lý Tống vẫn còn tỉnh lắm, và anh nói chuyện với lại anh Hùng là mày về lấy giùm tao mấy cái tạp chí, mấy cái tài liệu mà bằng tiếng Anh á, chứng minh là anh là phi công lái, là những cái phi vụ mà anh làm á, để anh vô anh đưa cho mấy cô y tá, vì tại vì mấy cô y tá rất là đẹp, thưa quý vị. Là muốn đưa cho mấy cô y tá để mấy cô y tá coi. Thì anh Hùng nói là như vậy. Nhưng mà sau đó cái là bệnh tình nó chuyển biến nhanh quá, nó anh phải đi vô trong cái gọi là cái intensive care đó. Đó. Thì rồi anh nằm đó luôn. Rồi cho tới lúc mà mọi người quyết định là rút ống đó, rút ống trợ thở đó, thì lúc tụi em xuống là đó, anh như vậy là anh coma rồi, nằm thở cò kè vậy thôi, không có respond gì hết á.
Thiện Thành, Thiện Thành tới bên giường. Quý vị ạ, anh Thiện Thành tới bên giường và cũng nói chứ là chú Lý Tống ơi, con Thiện Thành là chú có nghe con thì chú cử động hay là chú nhắm nháy mắt hay gì đó đi, thì anh Lý Tống không có một cái phản ứng gì hết quý vị. Cho nên là và mọi người lúc đó là chỉ còn là chờ gia đình của thân nhân của anh Lý Tống từ trên Alameda xuống để mà tiến hành cái thủ tục là rút ống trợ thở rồi thưa quý vị. Thì đó chứ nó và từ lúc đó mọi người cứ chờ, lúc đó là 8 giờ xuống.